Nền kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn khả quan. Các ngành lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng từ nay cho đến cuối năm. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2024 tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng qua, GDP tăng 6,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, thiệt hại của cơn bão số 3 khiến tốc độ tăng trưởng của các ngành lĩnh vực có sự chênh lệch đáng kể. Đây là thông tin tại báo cáo số liệu thống kê kinh tế xã hội của quý 3 và 9 tháng năm 2024 của Tổng cục Thống kê vừa công bố. Trong quý 3, nông lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có mức tăng thấp nhất do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, làm giảm kết quả tăng trưởng chung của khu vực trong 9 tháng xuống mức là 3,2%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Có thể còn ảnh hưởng sang đến quý 4, nhất là đối với những cái diện tích, những cái cây trồng cũng như là cái vật nuôi mà cho thu hoạch trong cái quý sau, hay là những cái thiệt hại về tư liệu sản xuất, về nhà, về chuồng trại, về tàu thuyền, về công cụ dụng cụ. Dù vậy thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương là nhờ nhiều vùng sản xuất trọng điểm phía Nam đã có sự phục hồi tốt, bù đắp cho các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Đơn cử như tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tới 70% sản lượng thủy sản của cả nước, đã có mức tăng trưởng trên 5% trong quý 3 vừa qua và từ đó thì đáp ứng tốt cho các đơn hàng xuất khẩu. Việc đơn hàng xuất khẩu vẫn tiếp tục duy trì tích cực được minh chứng bằng kết quả xuất siêu 9 tháng đạt 20,79 tỷ đô la Mỹ. Trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 11,41%. Đây là mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng ở 60 địa phương, kể cả những địa phương chịu ảnh hưởng của bão. Riêng các cái địa bàn bị thiệt hại của EAG nó chiếm đến khoảng 10% tổng cái lượng xuất khẩu của Việt Nam, đưa các cái cơ sở sản xuất quay trở lại kinh doanh, không ảnh hưởng quá nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của nước của năm nay để chúng ta có thể đạt được một kết quả GDP tăng trưởng cao nhất trong năm 2024. Giá lương thực thực phẩm tăng tại một số tỉnh thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ, làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 tăng 0,29% so với tháng trước. Dù vậy, tính chung 9 tháng qua, CPI vẫn đang được kiểm soát tốt, với mức tăng 3,88% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 3/4 năm là chúng ta có thể khá yên tâm với cái việc là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu lạm phát mà Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên chủ quan, theo dõi sát cái diễn biến giá cả của thế giới để từ đó có những các cái giải pháp đảm bảo được cái mức lạm phát phù hợp cho cái mục tiêu tăng trưởng của cả năm.